Dạ em chào cả nhà mình ha. Như vậy là Mitsubishi TS 2210 đẹp long lanh cũng đã tìm được về bên chủ mới rồi cả nhà mình ơi. Em nó sẽ về mừng dâu ở Đắk Lắk ha cả nhà mình ha. Xin cảm ơn em trai ở Đắk Lắk rất là nhiều ha em trai. Cảm ơn em trai có cái tên nickname ở trên màn hình ha cả nhà mình ha. Anh cũng chưa biết tên em nữa. Thì đại diện Long Quân Cơ Tân Mì ha, anh xin cảm ơn em trai rất là nhiều ha. Cảm ơn em đã chốt con Mitsubishi TS 2020 ha. Và anh xin chúc em về dùng lâu dùng bền ha em trai ơi. Cũng như là anh xin chúc em mừng ăn phát tài phát đạt em trai ơi. Em nói đẹp thì thôi nhé luôn cả nhà mình ơi. Em mời cả nhà mình cùng ngắm nghía một vòng tròn xung quanh em nói ha cả nhà mình ha. Trước khi đưa em nói lên xe tải và di chuyển em nói về Đắk Lắk mừng dâu ha cả nhà mình ha. Thì em trai mình có lấy luôn cả cái đuôi sới luôn cả nhà. Trọn bộ luôn ha cả nhà mình ha. Em nó đã đẹp rồi mà gắn thêm cái đuôi sới vô nữa thì nhìn nó càng xinh thêm cả nhà mình ơi. Quá xá đẹp luôn cả nhà mình ha. Mitsubishi TS 2020 xin lung linh luôn cả nhà mình ơi, rất là đẹp luôn, một màu xanh huyền thoại ha, quá xá ok luôn cả nhà mình ơi. Và bây giờ mấy anh trai bên bộ phận nhà xe sẽ di chuyển em nó lên xe tải ha cả nhà mình ha. Thì phía bên em trai có đặt một chiếc xe ghép ha cả nhà mình ha. Thì xe tải cũng đã đến nơi ha, và mấy anh trai bên bộ phận xe tải cũng đang di chuyển em Mitsubishi TS 2020 ha cả nhà mình ha, bao gồm cả luôn cái đuôi sới nha cả nhà mình ha, sẽ di chuyển lên xe tải ha và sẽ đưa em nó về Đắk Lắk mừng dâu nha cả nhà mình ha. Một lần nữa anh xin cảm ơn em trai rất là nhiều ha. Thì bên Nông Cơ Tương Mì còn rất là nhiều con xe máy cài đang chờ đón chị em cô chú mình đến xem xe cũng như là mua xe về sử dụng nha cả nhà mình ha. Cả nhà mình có thể bấm một cái số điện thoại hiện trên màn hình ha để gặp trực tiếp anh Tương Mì ha, để biết thêm thông tin chi tiết về con xe mình yêu thích nè, cũng như là xuống cọc chốt con xe mình yêu thích nha cả nhà mình ha. Cả nhà mình xem video mà thấy em nào hợp nhãn với mình á thì cả nhà mình hãy nhấc điện thoại lên ha và bấm cái số điện thoại hiện trên màn hình á để gặp trực tiếp anh Tương Mì ha cả nhà mình ha, để chốt con xe mình yêu thích ha cả nhà mình ha. Còn bây giờ thì mấy anh trai bên bộ phận xe tải sẽ di chuyển em nó lên xe tải ha cả nhà mình ha. Nhưng mà có vẻ như là em nó hơi nhẹ đầu thì phải cả nhà, vì lý do là em nó đang có đeo cái bộ đuôi sới phía sau ha, cho nên là phải chắc phải kèm theo mâm chú quản lý lên là mới được ha, đúng y vậy luôn cả nhà mình ơi, thì mới đủ cái sức, nói chung là cái trọng lượng cân đối ha, nó mới phù hợp được với nhau ha cả nhà mình ha, hay còn gọi là đối trọng nữa cả nhà, thì nó mới cân bằng lại với nhau ha. Với lại khi mà lên xe mà có cái đuôi sới nó rất là khó lên cả nhà, bây giờ em cũng hay chở em biết mà cả nhà, bây giờ cái đuôi sới nó hơi thấp á thì lên sẽ vướng vào cái cầu thang cả nhà, nên là nó hơi khó lên hơn so với mình lên xe tải mà lên cái đầu không em mới cài ha cả nhà mình ha. Thì như vậy là mấy anh trai bên bộ phận xe tải cũng đã di chuyển em nó thành công lên xe tải rồi cả nhà mình ha. Nói chung lên tới đó là ok con dê đó, chắc ăn 100% rồi cả nhà mình ơi. Thì bên Nông Cơ Tương Mì còn rất là nhiều em máy cài đang chờ đón chị em cô chú mình đến xem xe cũng như là mua xe và sử dụng ha cả nhà mình ha. Cả nhà mình có thể bấm một số điện thoại hiện trên màn hình ha để gặp trực tiếp anh Tương Mì ha cả nhà mình ha, để biết thêm thông tin chi tiết về con xe mình yêu thích nè, cũng như là xuống cọc chốt con xe ha cả nhà mình ha. Và như vậy thì em nó cũng đã lên xe tải thành công rồi cả nhà mình ơi. Thì một lần nữa đại diện Nông Cơ Tương Mì ha, anh xin cảm ơn em trai rất là nhiều ha, cảm ơn em đã chốt con xe Mitsubishi TS 2020 em trai. Và anh xin chúc em trai về dùng lâu dùng bền em trai, cũng như là anh xin chúc em trai mừng ăn phát tài phát đạt em trai ơi. Thì tất cả những em máy cài có mặt ở Nông Cơ Tương Mì em đều có làm video là hết hàng cả nhà mình ha, cả nhà mình có thể quay lại xem những video trước đó hàng cả nhà mình ha, để coi như là xem tham khảo chơi cho vui cũng được cả nhà. Hoặc là mình trong lúc xem video á, mình thấy em nào hợp nhãn với mình có thể liên hệ với anh Tương Mì hàng cả nhà mình ha, để chốt cọc em nó và đưa em nó về nhà mừng dâu hàng cả nhà mình ha. Và như vậy thì em máy cài Mitsubishi TS 2020 và bao gồm cả đuôi sới cũng đã lên xe tải thành công hơn cả nhà mình ha. Thì em cũng xin chúc mấy anh trai bên bộ phận xe tải vạn dặm bình an ha. Thì như vậy là em Ford 4.6 cũng đã có mặt ở Bắc Tân Nguyên Bình Dương rồi ha cả nhà mình ha. Em mời cả nhà mình đến xem xe cũng như là mua xe về sử dụng ha cả nhà mình ha. Và còn bây giờ thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ ha cả nhà mình ơi.